Lời khai tài xế xe công nghệ đăng bài lên mạng xã hội, Bình Chánh manh động lắm do nhận thức không đúng. Ngày 28 tháng 10, công an xác nhận đã làm việc với tài xế xe ôm công nghệ tên DVM, tên được chúng tôi viết tắt, người đăng lên mạng xã hội phản ánh mình bị cướp giật ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, công an huyện Bình Chánh đã làm rõ sự việc, không như nam thanh niên phản ánh mà chỉ là mâu thuẫn với khách trong quá trình thực hiện cuốc xe. Rạng sáng ngày 25 tháng 10, anh DVM, 26 tuổi, ngụ tỉnh Cao Bằng, đến địa chỉ đón khách trên đường Nguyễn Biểu, quận 5, đến đường Cây Bàng, xã Tân Kiên. Trong quá trình di chuyển, tài xế không đi theo lộ trình khách yêu cầu mà đi theo bản đồ nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trên đường đi, người khách đã trả tiền cho anh M. Đến 3 giờ 10 phút, xe vừa đến đường Cây Bàng, ấp 2, xã Tân Kiên. Người đàn ông do bực tức tài xế trước đó nên dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu anh M. Bị anh M phản ứng, người đàn ông bỏ chạy và ném mũ bảo hiểm về phía anh M. Qua làm việc với tài xế, người này thừa nhận người đàn ông không có hành vi cưỡng đoạt hay chiếm đoạt tài sản, chỉ có tương tác tay chân trúng mí mắt gây chảy máu, nguồn tin nói. Đến sáng, tài xế đến bệnh viện khâu 4 mũi nhưng không trình báo vì thấy vụ việc không mất tài sản và vết thương không nặng. Tuy nhiên, anh M dùng tài khoản có tên DMM đăng trong nhóm hội rap bay Sài Gòn trên Facebook với nội dung anh em chạy đêm khu vực Cây Bàng, Bình Chánh cẩn thận nhé, cướp manh động lắm. Bài viết trên kèm hình ảnh là nam thanh niên mặc áo xe công nghệ, trên đầu người này có vết thương đang chảy máu. Trong bài viết có một số tài khoản vào bình luận chia sẻ với anh M. Liên quan bài viết trên, nam tài xế cho rằng do nhận thức không đúng nên đăng cảnh báo không chuẩn. Đối với người đàn ông đánh tài xế, công an xã Tân Kiên đang trích xuất camera khu vực đường Cây Bàng để khoanh vùng, mời người này lên làm việc, làm rõ hành vi tương tác người. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức chấn động đáng chú ý trong cuộc sống.